Sáng ngày 5 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lúc khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 4, đơn vị nhận được tin báo về vụ đuối nước làm năm học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Thiệu Duy bị mất tích trên sông Mộc Khê, vị trí giáp tranh giữa xã Thiệu Hợp và Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa. Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện nhanh chóng đến địa điểm xảy ra vụ đuối nước, phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến hơn 9 giờ sáng nay, 5 tháng 4, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân đưa lên bờ. Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang triển khai các thợ lặn tìm kiếm và sử dụng camera do tìm để tìm vị trí các nạn nhân còn lại. Ông Ngô Xuân Dũng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thiệu Hóa cho biết, chiều ngày 4 tháng 4, trường trung học cơ sở Thiệu Duy không có tiết học ở trường nên học sinh không đến lớp. Năm học sinh của trường này rủ nhau ra sông Bồ Khê ở địa phương để tắm, thì cả năm em bị đuối nước thương tâm.